nhạn thái tử kinh kha thủ mượn tiền chôn cất phụ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tứ nhân giả thần tịch tương đối a à không ít ngừng trong đình hải đường và mẫu đan nở rộ lúc những năm qua du khách nối gót là tuổi đều theo viên ngoại nhìn qua không dám khấu phi sợ nhiễu sách duy cùng lúc hoặc thết tiệc hoa ngọn nguồn cầm sách cuốn yển nằm đọc lúc hoặc rời án tập viết chữ mô cổ bản pháp thư Tô tử tịch đọc xong, đứng ở phía trước cửa sổ như có điều suy nghĩ nhìn lại, lúc này hoàng hôn, cổ đại thị trấn, không có tô tử tịch muốn đơn sơ, xa xa có thể trông thấy tường thành cũng không tính cao. Tự hai trượng, kích thước không lớn, nhưng người đi đường rất nhiều, được cho người ở đông đúc, đường phố cửa hàng như rừng, người bán hàng rong giao hàng không dứt tuyết đều bị dẫm đắc tích thực cửa hàng tiết đều quét, có cửa hàng thậm chí đóng thành tiết sư, tiết tượng thu hút khách hàng, nhất phái sinh khí. Đáng tiếc là cái này phồn hoa lại thịnh, đều không thuộc về mình, lại để cho tô tử tịch sinh lòng ảm đạm, nhìn mình chằm chằm trong tay nhất quyển sách kinh, cười khổ không nói, thật lâu thán lấy. Độc tại tha hương vì dị khách A-Hát, tô tử tịch nguyên danh tô tịch thế kỷ 21 người Trung Quốc, nhân viên công vụ cuộc thi thi đậu rồi, nhiều uống rượu, lại nhịn cái suốt đêm, không biết làm sao lại treo rồi. Đón lấy lại đần độn, u mê đầu thai đến thế giới này, thai trung chi mê, đần độn phát triển, học tập tô ra nghe nói bản là một cái đại tộc, đến phụ thân cái này đời đã lụi bại. Miễn cưỡng khảo thi cái tú tài, trước trận phụ thân chết. Rồi, vốn mỏng hòm quan tài một bộ còn gánh chịu lên, nhưng láng giềng giã đạo nhân đến thăm, nói hậu táng mới được là hiếu tử, đơn giản chỉ cần lừa gạt mượn 15 lượng. Đây là vay nặng lãi A-Hát. Lợi tức hàng tháng 3 phân, lãi mẹ đẻ lãi con, 3 tháng kỳ hạn đến kỳ, tự biến thành 33 lượng, cái này thật sự là ngu ngốc, mượn vay nặng lãi còn có kết cục tốt mặc dù nghĩ như vậy một cổ không cam lòng dù cho hiện tại thức tỉnh rồi nhưng lưu lại ở trong lòng tô tử tịch yên lặng nhận thức khống chế được hắn ảnh hưởng dùng sau khi tỉnh lại thị giác tiếp tục trải vuốt trí nhớ sống lại không có mang đến hách nhưng cái này nửa tấm gỗ tử đàn điền đầu nhập vào trái tim của ta lại mang đến hách cái này gặp gỡ thật thần kỳ Tô tử tịch bị chủ nợ bức bách, không nghĩ qua là ngã dao, đem tổ truyền nửa tấm gỗ tử đàn điền nhiễm lên huyết, kết quả chính mình tự thức tỉnh. Một giấc chiêm bao 15 năm, thật sự hoảng hốt một giấc chiêm bao. Sống lại ba ngày hấp thụ trí nhớ, đối với cái thế giới này cũng có cơ bản hiểu rõ, tiền triều ngụy triều quốc vận 484 năm, viễn siêu 300 năm, bất quá lại cường thịnh, có lẽ hay là thiên mệnh có cuối lúc đó bởi vì khoa cử mấy lần thất bại, tại trong huyện đương làm tuần kiểm cơ tử thành nắm lấy cơ hội, dẫn ra ba thước kiếm, quét ngang thiên hạ. Hơn nữa, dùng tổ tiên từng là trịnh quốc tri quân vì danh, thành lập trịnh triều, niên hiệu Khánh Vũ. Trịnh Thái Tổ tại vị 11 năm, Thái Tử kế vị, niên hiệu thừa thọ, tại vị 17 năm, khai ân khoa, lúc này đã là phồn hoa giống như gấm thịnh thế thái bình thịnh thế, trọng văn khinh võ, chỉ có ta nghèo rớt mồng tơi, may mắn ta còn có hách. Bên ngoài, ba tương đương, một tiếng, cắt đứt tô tử tịch hồi ức, hắn nhìn nhìn trong nhà, loạn thất bát tao trồng chất lấy vật lẫn lộn, còn có một bói trúc miệt, còn có vài trích con diều. Đây chính là trước kia phụ thân kiếm chút tiền nơi phát ra, càng cảm giác được trong bụng đói khát, không khỏi cười khổ, đối với quyển sách trên tay vuốt ve thoáng một tí, chỉ nghe ông, một tiếng. Nửa tấm gỗ tử đàn điền ngay tại bản thảo thượng phiêu lên. Nửa tấm gỗ tử đàn điền vốn là thật thể, nhưng đầu nhập vào trái tim, tự biến thành hư thể, có điểm giống là luyện hóa bổn mạng pháp bảo, ngay từ đầu cũng không phải cái này hình thái, trải qua mài hòa. Mới căn cứ từ mình cho rằng nhất khoa học phương thức biến thành cái này tư liệu không? Có chút giống hệ thống, nhưng căn bản không có nhiệm vụ, kỳ thật chính là ta tâm niệm biến thành trái tim bên ngoài mỗi người trái tim cũng không cùng, ta còn là thích nhất đơn giản sáng tỏ báo biểu, hoặc là nói tư liệu không. Tô tử tịch ánh mắt rủ xuống, đã nhìn thấy cái này nửa tấm gỗ tử đàn điền, chính là hư ảnh, cùng bản thảo cơ hồ trọng điệp, mang theo nhàn nhà thanh quang tại trong tầm mắt trôi nổi. Một chiến thanh chữ nơi tay bản thảo thượng luồn lên. Phát hiện, nghi lễ, phải chăng hấp thu bổn kỹ năng, thị, vâng, nghi lễ đã tập đắc, thập tam kinh đều đã có đủ, phải chăng xác nhập dạ, thập tam kinh xác nhập thành tứ thư ngũ kinh, đạt được chú ý lĩnh ngộ. Tứ thư ngũ kinh ba cấp, 2583 phần 3000, tô tử tịch thức tỉnh kỳ thật có ba ngày rồi, dựa vào cái này không hiểu thấu hách, học xong, đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử. Còn đã lấy được một cái cơ bản tiểu khải kỹ năng, hơn nữa đem trước kia sở học thông hiểu đạo lý, lại có ba cấp. Ba cấp, có thể hay không đồng tử thử. Lòng có điểm huyền A-Hát bất quá cái này kỹ năng chỉ có thể hấp thu viết tay bản thảo hơn nữa quyền sở hữu phải là chính mình tất cả may mắn trong nhà không có tiền học tập tư liệu đều là phụ thân một số bút sao đi ra lại dựa theo phụ sinh con kế quy tắc cố hữu lần này thu hoạch mới nghĩ đến chỉ thấy cửa mở một cái tiểu cô nương tiến đến nàng có cái chìa khóa còn ôm một kiện giày ngoại bào trong tay mang theo một cái giấy dầu bao chạy chậm vượt qua đình viện trong miệng tựu kêu to tô tử tịch ngươi ở đâu nhìn thấy tô tử tịch sẽ đem giày ngoại bào trên bàn vừa để xuống chống nạnh kêu to hừ cha nói mấy ngày nữa chính là đồng tử thi hương rồi vừa muốn ta đưa tiễn quần áo ngươi cùng bánh thịt bệnh của ngươi đỡ chưa có thể cuộc thi sao hai ngày này lật xem kinh nghĩa đều đã quen thuộc không có vấn đề tô tử tịch hàm chứa cười đối với nàng tin tức lơ đễnh Diệp Tô hai nhà lui tới mật thiết, phụ thân sau khi chết, rất nhiều sự tình đều là Diệp ra hỗ trợ, thậm chí vì phụ cấp chính mình, còn làm cho mình đi Diệp thị sách tứ trong tiệm. Kỳ thật chính là miễn phí cho mình một phần lương thực, mấy ngày hôm trước hôn mê, còn mỗi ngày đưa tới đồ ăn. Lão bản Diệp Duy Hàn thân thể không tốt, đều là tiểu nha đầu này mỗi lần đưa tới. Tô Tử Tịch nghĩ tới đây nhìn thoáng qua, cái này là tiểu nha đầu, mới 14 tuổi, nho nhỏ thân thể, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, trăng lưỡi liềm mắt, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền. Tóc dài vãn cái búi tóc, hai sợi theo tai bên cạnh rủ xuống, là mỹ nhân thai tử, nhưng thần thái lại hung ba ba, nói xong một đôi bàn tay nhỏ bé đẩy, giấy dầu bao nhét vào tô tử tịch trong tay. Nghiêng mặt qua, đệm lên chân xem trên bàn sách một cái bao đây là diệp bất hối cho dù đệm lên chân bộ ngực cũng chỉ tụ lại bàn học trời có mắt rồi nàng bộ ngực đã đủ bình rồi tô tử tịch nhìn ra cùng mặt bàn hình thành góc vuông quan hệ nhìn cái gì diệp bất hối ngữ khí có chút táo bạo chừng tô tử tịch liếc cướp đi trên bàn bao vải cởi bỏ trông thấy ba phần sách dạy đánh cờ lúc này mới thần sắc hơi nguội cảm ơn rồi, cái này là phụ thân ngươi di vật, vốn không nên cầu ngươi mượn ra tới, tính toán thiếu nợ cá nhân ngươi tình, khách khí cái gì. Tô tử tịch lòng dạ biết rõ, những này sách dạy đánh cờ là hàng thông thường, diệp ra sao có thể không có, cái gọi là mượn sách, chỉ là có đến có hướng, làm cho mình an tâm tiếp nhận tặng cho. Cái này tâm ý ý nhường cho không khỏi một hồi hoảng hốt. Trong thoáng chốc, Diệp bất hối mới dương mắt nhìn hắn, còn lại nhảy lấy nhanh lên tốt, hiện tại ngươi không đi trong tiệm, dê sồm đều đến. Dê sồm là ai, còn có ai, đàm ra, mới trở thành công sai, tự mỗi ngày chạy trong tiệm, ta đuổi đi hắn, tô tử tịch nâng lên tay, chăm chú nói xong. Ngươi còn có thể đuổi đi hắn, chờ ngươi khảo thi tú tài rồi nói sau. Diệp bất hối mắt liếc, mặt cùng lỗ tai có chút thiêu rồi bắt đầu đứng dậy, lông mi cũng là run rẩy, thoạt nhìn, thậm chí có một ít vũ mị, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Cắt đứt nói chuyện, ai, hiền chất, là ta, nghe có chút thuộc bộ dạng, Diệp bất hối mở cửa, ừ. C. Một tiếng, mộc cửa mở ra, một người trung niên đạo nhân, nhưng tay áo cùng bào giữa cổ không có chính thức vân lục, trong tay nói ra cái dầu bao, tựa hồ là lễ vật dã đạo nhân tùy ý mà quét diệp bất hối liếc, trong miệng hô. Tô hiền chất ta bản cùng phụ thân ngươi là thế sao, trước trận ta có việc, không kịp chạy đến, hiện tại đến thăm vấn an. Ai, đáng tiếc phụ thân ngươi đầy bụng tài tình, lại không trúng cử mà anh niên tào thệ, thật sự làm cho người ta tiếc hận. Dã đạo nhân nói xong, vào bước đem dầu bao đặt lên bàn, run khai mở giấy, bên trong là khối mập trơn bóng lỗ thịt, cười ha hả nói đến, ăn khối thịt bồi bổ thân thể, cha ngươi trước kia thường xuyên đến mua, ai, tô tử tịch cảm tạ, dáng tươi cười ấm áp. Mặc dù ta chưa thấy qua ngài mấy lần, nhưng đã phụ thân hảo hữu kính xin ngồi, chỗ này của ta mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng so bên ngoài tiết thiên thiệt nhiều. Dã đạo nhân nghe xong cười một tiếng, ánh mắt đánh giá, thấy bàn dựa vào nam cửa sổ, chồng chất lấy nghiên mực giấy bút, lại bày đặt kéo, tương hồ, nhưng cái gọi là trong phòng trống trơn, tự thán lấy. Không thể tưởng được một bần đến tận đây, khó trách tổ tiên phong thủy bị phá, chẳng những họa cha ngươi, cũng liên quan đến ngươi, ra thế tự nhanh quay ngược trở lại mà rơi xuống. Tô Tử Tịch nghe xong lời này, dáng tươi cười không thay đổi, ánh mắt khẽ giật mình, lông mày nhăn lại, hẳn là đến một tên lường gạt. Mới nghĩ đến, một bên Diệp bất hối lại bán tín bán nghi, nàng nheo lại trăng lưỡi liềm mắt, ngắt lời hỏi. Đây cũng là nói như thế nào, người bái kiến tô ra tổ mộ. Dã đạo nhân nhìn nàng một cái, trong chớp mắt đối với tô tử tịch nói xong ta và ngươi phụ tương giao nhiều năm, cái này tự nhiên xem qua nhà của ngươi tổ mộ dọc theo sông mà lũy sơn thủy tụ hợp thành đã là phúc ấm chi địa, bạch khí bao phủ trung nhà ửng đỏ. Mặc dù không phải đại phú đại quý chi địa, thực sự phúc trạch lâu dài, có thể nhiều gia tú tài cử nhân. Nói đến đây, giã đạo nhân cảm khái không thôi bởi vậy ta nghe thấy được cha ngươi qua đời tin tức rất là khiếp sợ không nên a hôm nay đặc biệt tiến đến xem xét phát giác tổ mộ đã phá chẳng những phúc trạch không có còn hóa thành ác sát người nấm mốc cái lồng khí thể đừng nói thi đậu tú tài chính là huyết quang tai ương sợ cũng khó tránh khỏi a hát giã đạo nhân dung đùi đắc ý chậm rãi nói lấy hơn nữa ta nghe nói trong huyện công sai còn muốn cho ngươi đi phục năm nay lao dịch đi xây đường sông một mực nghe diệp bất hối lúc này cảm thấy nói hiu nói vượn phát ra kháng nghị thanh âm tựa hồ là một trích bảo vệ ấu từ tiểu lão hổ điều đó không có khả năng tô tử tịch là người đọc sách đang muốn đi thi như thế nào đi phục lao dịch huống chi là xây đường sông hắn một người thư sinh thể yếu nước lạnh bị bệnh làm sao bây giờ có công danh mới được là người đọc sách, dã đạo sĩ tự hồ rất là cảm khái cái này thế đạo nóng lạnh, ánh mắt lại chằm chằm vào tô tử tịch. Người bây giờ ngay học trò nhỏ cũng không phải a à, có tiền giao miễn giao tiền sao? Không đúng sự thật, tháng tư đường sông nhất định phải đi, cái này là phong thủy hư lắm rồi kết quả ác sát không ngừng đánh úp lại, nhưng cái gọi là họa vô đơn trí, họa đến dồn dập Tô Tử Tịch trên mặt đã không có dáng tươi cười, cũng không phải sợ hãi, mà là cơn tức này rất quen thuộc, xã hội người môn đạo phải thay đổi một thiếu niên thật sự tin. Nhưng Tô Tử Tịch không phải thực thiếu niên, mới muốn phát tác lại nhịn, thuận miệng hỏi, "Cái kia, muốn làm sao bây giờ, đổi mộ địa, mau đưa cái này mộ địa bán đi." Giã đạo nhân thấy thiếu niên sợ hãi, vội vàng nói, "Nhà của ngươi mộ địa hư lắm rồi phong thủy, nhưng không có ai biết." ta nghe nói ngươi vì chôn cất phụ, hướng tàu tiến tài mượn vay nặng lãi, đây chính là lãi mẹ đẻ lãi con, khó hơn nữa bứt ra, chạy nhanh bán đi cái này mộ địa, ít nhất có thể bán đi 35 lượng bạc. Chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau thanh khoản nợ, còn có thể nhiều đạt được ba lượng bạc cho ngươi đi tiến học, đây là một cử động tính ra a hát tô tử tịch nghe xong trầm mặt thoáng một tí đứng lên thiếu niên thân hình cao lớn mặt mày tuấn lãng gian một cổ táo bạo biến cút cho ta ta dù thế nào cũng sẽ không bán tổ mộ dã đạo nhân khóe mắt run dày thoáng một tí bất quá cái này còn không ngoài dự liệu nói đến bán mộ địa mười cái có tám cái như vậy phản ứng vội vàng nói ta là một mảnh thành tâm, ngươi tổ tiên phần mộ hư lắm rồi, mới nghèo túng đến tận đây, nếu muốn thi đậu tú tài, mau mau bán đi phần mộ tổ tiên, để tránh liên lụy. Nếu không thì có huyết quang tai ương, nói sau, ngươi khoản nợ, còn có 10 ngày muốn đến kỳ rồi, làm sao ngươi trả, người dù sao cũng phải trước còn sống, mới có thể an ủi tổ tiên chi linh biến, cút, tô tử tịch cầm cái chổi đuổi đến đi ra ngoài, trong nội tâm tức giận, phụ mẫu đều mất, chủ nợ bồi hồi cửa ra vào, cùng cái này giã đạo sĩ thông đồng, muốn đoạt cuối cùng gia tộc mộ địa. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mộ địa không thể bán, đây là nhà ta tam đại mộ địa, cô không nói đến giá trị, bán đi, chính là đại bất hiếu, có người này thanh âm, đừng nói khảo thủ công danh, chính là không bị kiện đều tính toán tốt rồi. Diệp gia cũng sẽ trước tiên cùng ta trở mặt ai như vậy trăm phương ngàn kế, muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết. Có lẽ trước kia tô tử tịch sẽ bị lừa gạt, kết quả thân bại danh liệt, hiện tại tô tử tịch liếc thấy ra không đúng, lập tức không chút do dự, hô. Cốt, nhạn thái tử kinh kha thủ tô ra quyền thuật. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, chương 02. Tô gia quyền thuật dã đạo sĩ dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhận cái này đãi ngộ, sắc mặt lập tức liền âm xuống tới, tâm tình ác liệt nói thực tế, hắn kỳ thật đối Tô Tử Tịch có chút thương hại. Đáng tiếc là vì hứa hẹn đạo quyết, không thể không dạng này, nhưng bây giờ lại lắc đầu. Dạng này không biết thời thế, đáng đời đi chết. Nghĩ đến, dã đạo sĩ hung hăng nhìn chằm chằm một chút, quay người rời đi ra việc này tô tử tịch lập tức cảnh giác lên liếc trước mắt mặt trên đường có vài bóng người bất kể có phải hay không là thảo mộc giai binh lập tức thừa dịp trời còn sáng đem diệp bất hối đưa trở về cửa hàng tại đường cái cuối phố đi bộ quá khứ muốn một đoạn thời gian trên đường cũng không lắm tâm tư nhìn nhiều cổ đại phong quang toàn thành đều là tiết thiếu phụ cô nương đều áo bông cồng cành cũng nhìn không ra hoa gì tới bất quá huyện thành cuối cùng không lớn rất nhanh phía trước xuất hiện một gốc cây liễu bề ngoài trương một cái vải bồng tiến vào trong tiệm nhìn ra được đây là ba gian tạo thành tiệm sách một người trung niên đang xem cửa hàng thỉnh thoảng tại ho khan diệp thúc lão bản này chính là diệp duy hàn là trung niên nhân dáng người hơi mập mới kêu một tiếng diệp bất hối liền đem sự tình líu díu nói diệp duy hàn lúc bắt đầu nghe còn mang theo cười dần dần chìm xuống dưới không biết đang suy nghĩ gì có chút thất hồn lạc phách nửa ngày mới nói tử tịch đến ngay đây muốn đi thi ngày mai liền không cần tới nhiều trong nhà đọc sách đi nhớ lấy mộ điền không thể bán sẽ bị cho rằng bất hiếu đối ngươi khảo thủ công danh có rất lớn ảnh hưởng diệp duy hàn nhìn chằm chằm tô tử tịch một chút cho trung thực đề nghị minh bạch ta không bán tô tử tịch đáp ứng lại đối giã đạo nhân tới cửa nói phong thủy sự tình diệp thúc ta cảm thấy đây là người một đường bắt đầu xuyên nghĩ gạt ta diệp duy hàn nhíu mày trầm tư không nói lời nào tô tử tịch liền hỏi không đúng a à, không có nghe nói người phụ thân cùng người này lui tới là có chút kỳ quặc bất quá là không phải cùng mượn tiền người một đường ta muốn tra một chút nhưng cái này giã đạo nhân cũng không đơn giản đã từng điểm qua lăng gia phong thủy chi địa, là có chút bản lĩnh thật sự thầy tướng, Diệp Duy Hàn nói lời để người kinh ngạc. Tô tử tịch nghe kinh ngạc, là cái kia bản huyện Diêm Lăng hai nhà nhà giàu, vì một khối phong thủy bảo địa, chỗ tốt không có nhìn thấy, người đã chết bảy thanh sự tình, người cũng biết việc này. Đúng, đây chính là việc này diệp duy hàn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lăng diêm hai nhà vì tranh một khối phong thủy địa tương hỗ sống mái với nhau chết bảy thanh đây là oanh động quận huyện đại sự diêm lăng hai nhà đều không phải người bình thường có thể để cho hai nhà hạ lực lượng lớn nhất tranh chấp khẳng định có môn đạo ngươi có rảnh còn đi xem một chút mộ tổ tiên nhà ngươi để tránh thật xảy ra ngoài ý muốn nói đến đây diệp duy hàn lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ còn có, người muốn hậu táng phụ thân, tuy có điểm cổ hủ, nhưng đây là một mảnh hiếu tâm, vì cái gì không thương lượng với ta. Vì cái gì che giấu chúng ta đi mượn 15 lượng, 3 tháng liền biến thành 33 hai vay nặng lãi. Chẳng lẽ không biết, loại này vay nặng lãi mượn không được, một dựa vào, liền rốt cuộc ném không xong. Xúc động như vậy, mình làm sao an tâm? Diệp Thúc ta nhất thời hồ đồ, biết sai. Tô Tử Tịch lập tức khom người nói, "Diệp Duy Hàn có lẽ có chút vốn liếng, nhưng mấy năm gần đây nhiều bệnh, hàng năm hoa rất nhiều tiền chữa bệnh, liên đới lấy vốn liếng nước sông ngày một rút xuống. Coi như thế, cha mình qua đời, Diệp gia cung cấp rất nhiều trợ giúp, rất nhiều tình nghĩa là rất khó dùng vật chất để cân nhắc. Đừng nhìn Diệp bất hối sụ mặt, kỳ thật mỗi lần đưa bánh đưa thịt đều là nàng." nguyên bản tô tử tịch già mồm cảm thấy thiếu diệp ra nhiều lắm không chịu hướng diệp ra vay tiền hiện tại tô tử tịch tự nhiên sẽ không trung nhị lập tức nhận lầm ai việc đã đến nước này ba tháng đến kỳ về sau ta đến nghĩ một chút biện pháp bây giờ cách thi huyện chỉ có mấy ngày ngươi chuyên tâm chuẩn bị khảo thí không nên suy nghĩ nhiều còn có mượn tiền người là bản huyện khăn đen sẽ đầu mục mở lớn xử trí dù người này bất quá là một cái du côn nhưng thủ hạ có mười mấy người nghe nói trên tay còn từng có nhân mạng phụ thân ngươi tại lúc hắn không dám đối ngươi làm cái gì hiện tại ngươi phải cẩn thận diệp thúc ta minh bạch cái này một mảnh quan tâm tô tử tịch trong lòng minh bạch bất quá đối câu nói sau cùng lại lơ đễnh xoay chuyển ánh mắt đột có chủ ý gọi ra nửa mảnh từ đàn mộc điền tứ thư ngũ kinh cấp 3, năm 1237 năm 3000, tô thức quyền thuật cấp 2, năm 1758 năm 2000, tô tử tịch bất động thanh sắc, nhìn xem Diệp Duy Hàn, tuy biết cái này vẻn vẹn mình tâm tướng biến thành. Lấy mình nhất tán thành hình thái xuất hiện, nhưng sự đáo lâm đầu, còn được kiểm tra hạ, đến cùng người khác, có nhìn hay không nhìn thấy. Diệp Duy Hàn thấy tô tử tịch tựa hồ không có nghe lọt tận tình khuyên bảo người chớ xem thường du côn, đại trịnh khai quốc, quận huyện can quét, người này trên tay có nhân mạng, còn có thể hỗn đến bây giờ, cố là mục tiêu nhỏ. Cũng có nguyên nhân là tại trong huyện quan hệ không tầm thường, bình thường đắc tội không được, ta đã biết, tô tử tịch ứng với, nhìn chằm chằm diệp duy hàn phản ứng. Cũng không có cảm giác. Cái này nghiệm chứng trước đó lo lắng một sự kiện, chỉ có chính mình trông thấy, liền không sợ tiết lộ bí mật, có thể tại các trường hợp bên trong tâm sử dụng dạng này rất tốt. Trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, tô tử tịch có chút cười lạnh, nếu như nói đời này di sản là nửa mảnh từ đàn mộc điền, đời trước di sản chính là tô thức quyền thuật. Cái này không biết rõ quyền thuật, nơi phát ra cũng mộc mạc, tổ tiên đã từng là thích gia quân một viên, trên chiến trường giết qua tạc, hồi hương sau liền lên làm phó bách hộ, xem như thế tập. Đời đời truyền lại, trăm năm qua, có thể nói là hấp thụ nhiều nhà tinh hoa, đã tốt muốn tốt hơn tiến vào thanh triều về sau, dù không có võ chức nhưng tổ truyền công phu vẫn là không có vứt xuống, chỉ là bởi vì thanh triều cấm võ, cho nên từ binh khí chuyển hóa thành quyền thuật. Nhưng bản chất vẫn là giết địch công phu. Cái này đời liền tự mình xem như nghiêm túc tập, dù không biết vì cái gì mới là cấp 2, có lẽ là thân thể này liên lụy, nhưng mấy cái du côn, nhưng cũng không sợ cáo từ Diệp Duy Hàn trở về, quay lại nhà của mình, chính phòng vốn là phòng của phụ thân, hiện tại biến thành thư phòng, dù đồ dùng trong nhà cổ xưa, nhưng bố trí được có chút văn nhã. Dựa vào nam cửa sổ có một nhỏ sắp xếp giá sách, một chương giường gỗ chiếm nửa gian, chỉnh tề trồng lên hai giường vải xanh bị, mộc trên bàn bầy biện mực nghiễn giấy bút. Tô tử tịch tại dưới giường một chương tảng ngồi xuống, suy nghĩ xuất thần, mang chú ý bốn phía. Tô gia dù nghèo túng, trước kia cũng là nhà giàu, thật muốn đòi nợ, muốn ta bộ này nhà dân không phải tốt hơn. Tổng cũng đáng cái 30 năm 50 lượng bạc, riêng là đuổi theo mộ điền muốn, giáp tâm khó lường a. À. Run lên hội thần, nhìn sắc trời dần dần muộn, nghĩ nghĩ, trực tiếp lấp hai cái lạnh thịt màn thầu, muốn đi, lại cầm chút giấy bạch kim hoàng phiếu, liền hướng mộ địa phương hướng chạy đi. Mộ địa ở ngoài thành lúc này cửa thành đã đóng may mà loại này cái gọi là người của huyện thành miệng không nhiều tại công nghiệp thời đại đến nói nhưng thật ra là tiểu thành trấn nhân khẩu ít cướp gà trộm chó phá sự liền thiếu đi tường thành tại thái bình thời đại cũng bỏ bê phòng bị tô tử tịch từ nhỏ quen thuộc địa hình quay người đến một chỗ tường thành đã nhìn thấy một gốc cây lúc đầu dựa theo triều đình chuẩn mực những này lâm tường chi thụ được toàn bộ chém sạch nhưng lại không người hỏi thăm, lập tức bò lên trên cây, nhảy lên tường, chạy vội tới. Tô ra mộ địa tại huyện Thành Đông một khối nhỏ ven sông Tiểu Lâm địa tháng 2 tiết còn không có hóa tận, tràn đầy cỏ khô, tô tử tịch lớp 10 chân thấp một cước ngang qua, vượt qua một đoạn ruộng. Đã nhìn thấy vài cọng cây. Tô tử tịch đến, thấy vài tòa phần mộ hở ra, có thể trông thấy, cũ chung quanh còn có một vòng thạch trúc, mới cũng chỉ có một khối đơn giản bia đá đây chính là tô gia tổ mộ tô tử tịch đối phong thủy nắm lấy đại thể không tin thái độ bất quá nhìn xem một loạt pha tạp bia đá cũng không lên tiếng ngồi xổm người xuống lấy ra giấy bạch kim hoàng phiếu đốt lên xem như từ tôn hiếu kính bất kể như thế nào là tại tô gia huyết mạch bên trên trùng sinh cái này cơ bản thái độ hẳn là có chỉ là lửa mới giấy lên, đốt cỏ khô, tô từ tịch đột đứng người lên, mắt nhìn trong chọc vào sớm nhất một vòng thạch trúc tổ mộ, đây là lâm hóa huyện cái này một chi tăng tổ, năm đó đại ngụy sắp hết. Tăng tổ di chuyển đến đây, lấy vợ sinh con, tiếp xuống chính là gia gia, phụ thân. Năm đó nghe nói đã từng rộng qua, cố hữu thạch trúc tướng vây, nhưng là hiện tại phía dưới, đen thẫm đào động, cho cỏ cùng tuyết che giấu, nhất thời không có phát giác, thẳng đến đốt giấy mới phát giác thậm chí nhìn kỹ, còn có tản mát một khối nhỏ xương cốt. Thực sự có người xấu ta tổ mộ phong thủy. Tô tử tịch chợt trông thấy, nói thật, hắn vừa thức tỉnh, đối sớm đã chết đi thân nhân cũng không phải là rất có tình cảm, nhưng lúc này một trận mê muội Chưa giác tỉnh trước hồi ức cùng cảm xúc ở trong lòng phun trào, hội tụ thành chỉ có một mảnh khó mà miêu tả phẫn nộ, cùng giận đến cực hạn về sau tỉnh táo. Tô tử tịch thần sắc đột biến lạnh lùng lúc đầu tuy có người lai lịch không rõ để mắt tới mình nhưng mình lực lượng không đủ coi như thi đậu đồng sinh đều chỉ có thể tự vệ báo thù ít nhất phải đến tú tài dựa theo tô tử tịch dự định là phải nhẫn nhục phụ trọng nhưng bây giờ đào mộ tổ việc này tại cổ đại là đánh vỡ danh giới cuối cùng hành vi mang ý nghĩa đối phương không định thiện chắc chắn sẽ có hậu thủ mưu tài hại mệnh ai còn yên tâm giữ lại một cái tuổi trẻ từ địch trưởng thành đây là không định cho mình đường sống vô luận là cũ tô tử tịch vẫn là mới tô tử tịch đều không thể nhẫn lập tức trầm mặt đưa thay sờ sờ bùn đất còn mới mẻ ánh mắt lập tức để mắt tới dấu chân cảm tạ thời tiết mấy ngày nay một mực tiểu tiết tăng thêm nơi này là mộ điền trừ người tô ra không có người tới cái này dấu chân cũng mới mẻ đào nhân tài rời đi không đến bao lâu muốn liều mạng Tô tử tịch tra xét tiết dấu vết, không lên tiếng, liền trực tiếp đuổi theo. Đây có lẽ là năm nay cuối cùng một trận tiết, tiết rơi càng lúc càng lớn, bất quá dấu chân coi như rõ ràng, đi theo quá khứ, liền xa xa nhìn thấy một tòa thần từ tường đều đã sụp đổ một khối. Cửa chính coi như hoàn chỉnh, phía trên có một khối phá biển, thấy không rõ là chữ gì bất quá bên trong có hồng quang cùng lượn lờ xương mù còn mang theo sông vào mũi mùi thịt tô tử tịch đóng chặt hô hấp im ắng từ sụp đổ chỗ bò lên đi vào cái này thần từ không tính lớn trong viện cỏ khô bụi gai ở giữa là một tòa lư hương chung quanh vây quanh song sắt tô tử tịch cách cửa hướng trong điện dòm nhìn chỉ thấy bên trong là cái điện thờ bởi vì ngầm thấy không rõ nhưng có thần màn rủ xuống tựa hồ cung cấp chính là một tôn nữ thần nhưng cũng không gặp hương hòa trên mặt đất một mảnh hỗn độn đống lửa liếm láp ngọn lửa hồng nồi treo bên trong tựa hồ nấu lấy chân giò heo tản mát ra mùi thịt hai người tùy tiện ngồi vây quanh nhậu nhẹt được không khoái hoạt vừa bên trên ném lấy một cái khô lâu nghiêm nhị ca người nói chúng ta tại sao phải đào cái này mộ còn đem chết mấy chục năm xương cốt lấy ra nhiều mốc khí trở về được đốt thêm điểm hương một người nhìn nhỏ gầy cắn thịt mơ hồ không rõ nói ha ha người ta đều là làm lấy trên đao liếm máu sống chìm đường cũng có hai cái mệnh sợ cái gì nghiêm nhị ca liền tương đối thể phách cường tráng cũng cắn xé xương cốt lại nói phân phó chúng ta tuy là trương đại ca thật là làm việc người là đồng sơn quan đạo trưởng muốn dùng cái này khô lâu tác pháp thật có oan hồn không tới phiên chúng ta liền bị đạo trưởng trị đồng sơn quan đạo trưởng ai ra tô ra tiểu tử làm sao đắc tội muốn như vậy nhằm vào người gầy lại hỏi lại nói tác pháp vì cái gì không bắt hắn cha dùng hắn tằng ra ra nghe nói là phong thủy nguyên nhân, hắn tặng ra ra phong thủy tốt nhất, về phần làm sao đắc tội, ai biết. Cũng việc không liên quan đến chúng ta. Nói đúng lắm, mười lượng bạc sống, không dễ tìm, tô tử tịch nghe bên trong ngoạm miếng thịt lớn uống rượu, không còn thảo luận, suy nghĩ. Đồng Sơn quan đạo trưởng đây là nghiêm chỉnh đạo nhân, có triều đình đĩa phủ, làm sao ghim ta, trương đại ca nghe nói là huyện thành du côn không muốn lại là người này tại pha trộn bất kể như thế nào đêm dài tuyết lớn lại là ngoài thành lấy trước hai người các ngươi khai đao a tô tử tịch nghĩ đến hắn là người biết chuyện biết giết người không chỉ tại võ công càng ở chỗ tay đen không đen lòng dạ ác độc không hung ác thực tình ngoan thủ đen đũa đều có thể giết người lúc này ánh mắt đã chằm chằm gặp bên ngoài lư hương song sát mài mấy lần, chính là cái sắc bén đoản mâu. Tô gia quyền, vốn là trường mâu diễn hóa mà đến thuật giết người. Nhạn thái tử kinh kha thủ ban đêm đâm chọc. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thần từ bên ngoài, ban đêm gió gào thét, hình như có dã lang tại chu lên. Sách loại này phá địa phương, gặp sói cũng có thể, bất quá nơi này có qua thần từ sao mặc dù biết rõ rất không có khả năng có sói nhưng người gầy có lẽ hay là nhịn không được lo lắng đưa cổ ra bên ngoài xem ta như thế nào không biết là có chẳng lẽ là ta nhớ sai rồi trong miệng nói xong đã nhìn thấy một đạo bóng đen ở bên ngoài lóe lên lập tức kêu sợ hãi nghiêm nhị ca có người hạc nghiêm nhị ca cũng cả kinh mới vừa nói lời mà nói như bị người nghe được, sợ không phải muốn rước lấy tai họa, đang muốn vứt xuống dưới trong tay cục xương thịt ra đi điều tra lúc, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến dã tiếng mèo kêu. Nhìn ngươi kinh sợ dạng, bị trích mèo hoang dọa thành như vậy, nghiêm nhị ca một hơi lập tức buông lỏng xuống đến, gắt một cái, chừng mắt mắng, chửi người gầy. Người gầy cũng có chút ngượng ngùng. Ta ta đầy không phải nghe lầm sao, lại một lát sau, người gầy lại nhịn không được đứng lên, thấy nghiêm nhị ca chừng hướng chính mình, co quắp nói. Cái kia, ta đi bên ngoài giải cái tay, rước lấy nghiêm nhị ca nhíu mày. Nhanh đi, lăn xa điểm, lão tử tại ăn thịt, đừng cho ta nghe thấy được vị, trong nội tâm nói thầm. Tiểu tử này như thế nào sự tình nhiều như vậy? Người gầy tâm tình cũng có chút không tốt, khó coi, hướng ra phía ngoài đi, nghĩ đến có gì đặc biệt hơn người, đồng dạng đều là theo chân trương đại ca hỗn lan lộn người, ta há sợ ngươi sao? Trên tay còn nhanh hơn tốc độ, cởi ra đai lưng, không có ý định đi quá xa, tại thoáng xa một chút địa điểm, tự đối với tường phóng khởi nước đến. Tháng 2, gió lạnh hướng xương người trong khe chui vào, người gầy vội vàng phóng hết nước, đang muốn dẫn ra quần hệ đai lưng lúc đen nhánh sắc trời ở bên trong đột bởi vì ánh trăng hơi tại vân trong khe nghiêng bỏ ra một mảnh quang, hoàng hốt trông thấy, đối diện lấy mặt này trên tường, xuất hiện hai đạo ảnh tử. A hát, đây là, không đợi kinh hãi trong chớp mắt, một hồi kịch liệt đau nhức nương theo lấy thấu tâm mát, ngay tại ngực chậm nửa nhịp truyền tới. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoạn bén nhọn thiết tiêm, trên mặt máu tươi đầm điệp, cái này. Cái này là của mình huyết. Chính mình phải chết ở chỗ này rồi theo gai thép rút ra không cam lòng cùng oán hận chỉ phát ra một tiếng buồn bực hô tự không tiếng động ngã xuống cái này người gầy lại dễ đối phó bên trong còn thừa một cái tô tử tịch kéo đi tử thi ném tới góc tường nhìn về phía thần từ môn không có tận lực che giấu bước chân dẫn theo gai thép tự đi tới nghiêm nhị ca đầu cũng không ngẩng tưởng rằng người gầy ở bên ngoài mè nheo không vào đến lập tức hô phong hàn còn không mau tiến đến đóng cửa sau đó chính là bất mãn chửi bới lộ ra tại trong hai người người gầy là bị áp bách một cái tô tử tịch không nói không rằng trực tiếp dẫn theo thiết đâm vào đi lười con lừa thượng mài đồ cất đái nhiều như ngươi vậy nếu không vận khí tốt trương đại ca sao có thể có thể làm cho ngươi đi theo đáng đời nhát gan bị chết đói nghiêm nhị ca nhíu mày nói đột cảm thấy có chút kỳ quái Tiểu tử này, bình thường tốt xấu còn có thể giải thích nịnh nọt, như thế nào hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Mới ngẩng đầu, chỉ thấy bén nhọn gai thép, sáng loáng hướng phía chính mình ngực đâm đến. A-ha, à nghiêm nhị ca cả kinh, vội vàng xoay người tự trốn, nhưng trên mặt đất trồng chất lấy không ít gì đó, tự có một chút đá vụn vật liệu gỗ, mặc dù phản ứng kịp thời, còn không có hoàn toàn né tránh chỉ nghe phốc một tiếng đâm vào hơi nghiêng kịch liệt đau đớn lại để cho nghiêm nhị ca kêu thảm một tiếng rút ra hung khí một chùm huyết phốc phun đi ra ngươi ngươi là ai nghiêm nhị ca nhờ ánh lửa chứng kiến đứng ở trước mặt mình là thiếu niên luận thân hình xa không bằng chính mình khôi ngô trong nội tâm hơi định sau đó thấy đối phương một kích không chúng hình như có vẻ kinh hoàng nắm hung khí tay đều ở có chút phát run cho là mình đã đoán được chân tướng lập tức tới gần hung hãn mắng chửi ăn cướp đánh đến lão tử trên người biết rõ ta là ai ta đúng vậy trương lão đại thủ hạ ngươi a à hát tô tử tịch căn bản không đáp lời chỉ nhìn lấy nghiêm nhị ca thấy hắn chậm rãi tới gần muốn bạo khởi đoạt vũ khí mình lúc một cái lao xuống chỉ là một đâm chọc phốc gai thép lại đâm vào, cái này tự ngực xuyên vào, ở sau lưng lộ ra. Nghiêm nhị ca mở to mắt, căn bản không muốn tin tưởng mình lại chết ở một thiếu niên trong tay, gắt gao chằm chằm vào thiếu niên, rất có chết không nhắm mắt cảm giác. Kiếp trước đã thương hơn người, nhưng giết người còn là lần đầu tiên, giết người đầu tiên lúc còn không biết là, lúc này đem nghiêm nhị ca giết chết. Tô Tử Tịch lúc này mới cảm giác ra một điểm nghĩ mà sợ, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt đẫm. Thần từ trong một hồi âm gió thổi qua, phảng phất có người kêu rên không cam lòng. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại. Trên đời này cái đó có quỷ thần. Cho dù có ta cũng không quá đáng ăn miếng trả miếng mà thôi ta không giết bọn hắn tất nhiên hội giết ta. Như vậy mặc niệm trợn mắt lúc đã mất sợ tại đây mặc dù vắng vẻ không thể để cho tử thi cứ như vậy bày đạt mới vừa nghe nói những này du côn trong tay có nhân mệnh đều là chìm đường có thể thấy được phương pháp kia có thể thực hiện không bằng lại để cho thi thể cũng chìm vào trong sông nghĩ như vậy tô tử tịch muốn đi kéo thi thể rời đi lại đã ngừng lại động tác nhìn xem trên người có không bạc mọi người giết tài không đi không vừa tìm, tìm ra một khối ngân bánh, có 5 lượng nặng, còn có linh tinh bạc vụn cùng đồng tiền, đại khái cũng có 2-3 lượng. Ngoài ý muốn chi hỉ, cái này là đồng sơn quan đạo trưởng trả tiền. Như thế nào chỉ có 5 lượng, tô tử tịch đảo mắt lại minh bạch. Đồng sơn quan đạo trưởng giao 10 lượng, trương lão đại rút một nửa, thiên kinh địa nghĩa đem bạc nhét vào trong ngực tô tử tịch đem hai cỗ tử thi đặt ở một khối cũ nát trên ván gỗ ngay vết máu cũng không thanh lý kéo đi tấm ván gỗ trực tiếp kéo đến bờ sông trói lại tảng đá phù phù hai tiếng hai cổ thi thể ném vào đảo mắt tự trầm xuống tuyết vẫn còn hạ rất nhanh che giấu dấu vết nói sau cho dù phát hiện cũng chết không có đối chứng người như vậy, vốn là màu xám khu vực, trong tay cũng có được nhân mạng, chính là người không có, cũng sẽ không dám đi báo quan, đương nhiên, trả thù khẳng định có. Nhưng có cái thời gian kém, nói đến nói đi, khảo thủ công danh mới được là trước mắt lớn nhất bảo đảm. Tiết rất lớn, tô tử tịch trên người tràn đầy đổ mồ hôi, nếu đi ra ngoài tự dễ dàng biến thành phong hàn, tại cổ đại đây chính là phi thường nguy hiểm tật bệnh, lập tức quay lại thần tứ mặc dù giết hai người nhưng đống lửa đùng rung động trên kệ sâu nấu thịt như trước tản mát ra làm cho người thèm chảy nước miếng nùng hương tô tử tịch không hề động chỉ là xếp đặt cái tư thế nhắm mắt dùng dẹp loạn vừa rồi giết người không khỏe cảm giác hồi ức vừa rồi tình cảnh lần đầu tiên ám sát lúc coi như có thể nhưng lần thứ hai kỳ thật có chút luống cuống tay chân cho nên mới cho người thứ hai cơ hội quả nhiên giết qua người cùng chưa bao giờ giết người hoàn toàn không giống với cũng không phải kỹ năng thượng vấn đề là tâm tính cùng với kinh nghiệm đặc biệt là kinh nghiệm cái này một đâm chật kém một ly thì có hoàn toàn bất đồng kết quả vừa rồi thời gian rất ngắn tạm tô tử tịch như có điều suy nghĩ hơi điều chỉnh hạ góc độ lập tức một hồi thuận buồm xuôi gió cảm giác tập đi lên Tô thức quyền thuật 3 cấp 58 phần 2000, gai thép thượng đột nhiên trong lúc đó toát ra một cái nhắc nhở, dọa tô tử tịch nhảy dựng qua rồi hội mới phát giác là cái này. Thăng cấp rồi, tô tử tịch cẩn thận dò xét, không biết vì cái gì, cảm giác, cảm thấy hắn tự hồ sáng lên một chút điểm, nhưng lại không thể rõ ràng phân biệt. Bất kể như thế nào, ăn trước thịt. Lúc này định thần nhìn, thấy trong tránh điện điện thờ hữu thần mạn rủ xuống, là một pho tượng nữ thần, phụ cận có một chút lính tôm tướng của bảo vệ xung quanh, đây là thủy thần A. Bàn thờ trên không không, đừng nói là cung cấp vật, ngay lư hương ở phía trong đều chỉ có một chút cổ xưa hương cho, lộ ra đã muốn thật lâu không người đến cung phụng. Như vậy cảnh tượng lại để cho tô tử tịch cũng nhịn không được nữa, lắc thủ, hướng về trong bàn thờ nữ thần đánh cho một cung rốt cuộc mượn vị này thủy thần khu vực đến nghỉ tạm, dù cho không có có quỷ thần, cũng nên tận một phần tâm, quyền cho là khách nhân đối với chủ nhân lòng biết ơn. Nghĩ như vậy, tô tử tịch cầm lấy hương, dùng hộp quẹt đốt lên ba trụ hương, nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng ngực giấy dầu bao xuất ra một chích lạnh bánh bao, cung cấp trên bàn. Cái này xuất phát từ đồng tính. Đương nhiên, nếu thần minh không ăn bánh bao, có một không kịp ăn cơm hai từ ăn vụng rồi, cũng là tốt khô lâu là tổ tiên di cốt hiện tại phần mộ không an toàn đợi sự tình giải quyết lại an táng không muộn bên ngoài đã càng là âm trầm tô tử tịch dùng bao vải khô lâu đến đống lửa hơi nghiêng đại khẩu ăn thịt hơn nữa nhờ ánh lửa lấy ra sách tự đọc nói thực tế bực này giết người đọc sách ngoại nhân nhìn tất nhiên khiếp sợ kỳ thật tô tử tịch cũng cảm giác mình tính cách có chút đặc thù cho nên kiếp trước tại một lần đả thương người hậu có người khuyên bảo người tính cách này, lại nghi ngờ có võ công, rất dễ dàng gặp chuyện không may, không bằng khảo thi nhân viên công vụ, người tại công môn tốt tu hành. Tô tử tịch cảm thấy có lý, cố một năm thời gian, tự ôn tập bài học, nhất cử khảo chúng, đáng tiếc mới thông qua phỏng vấn tự treo rồi. Hiện tại đã giải quyết một vấn đề, lại chôn xuống tai họa ngầm, tô tử tịch càng muốn mượn công môn tu hành, bất quá đọc sách, không chỉ là tạm thời nước tới chân mới nhảy, mà là có thêm dụng ý cố quân tử cùng mà không lưu, cường tai kiều. Trung lập mà không ỷ cường tai kiều. Quốc hữu đạo, không thay đổi nhét yên, cường tai kiều. Quốc vô đạo, đến chết không thay đổi, cường tai kiều. Mới đọc xong chương một kinh nghiệm cộng một một hàng chữ ở trong sách phiêu lên, thoáng qua biến mất, tô tử tịch bất động thanh sắc, tiếp tục đọc chậm. Tuân thủ nguyên tắc, hắn tắc chính là không xa. Chấp kha dùng tuân thủ nguyên tắc, nghệ mà nhìn tới, vẫn còn cho rằng xa cố quân tử dùng người trị người, sửa mà dừng. Trung thứ cho vi đạo không xa. Thì trừ mình mà không nguyện, cũng vật thi tại người, lại là kinh nghiệm cộng một một hàng chữ ở trong sách phiêu lên. Quả nhiên là như vậy. Căn cứ khảo thí, kinh nghiệm kỳ thật chính là gia tăng chính mình giải thích mỗi đọc một chương, tự có một chút bắt buộc tính kinh nghiệm, mặc dù tiếp tục như vậy nửa đêm cũng chưa chắc có thể tích góp từng tí một hạ bao nhiêu kinh nghiệm nhưng tích thiểu thành đa đã muốn so bình thường người đọc sách mau hơn chính mình tứ thư ngũ kinh chỉ có ba cấp dựa theo giải thích trái tim tỏ vẻ chính mình giải thích càng thấu kinh nghiệm thì càng nhiều hơn nữa tài liệu giảng dạy càng tốt cũng đồng dạng đúng vậy tài liệu giảng dạy vấn đề tại lúc này đời tốt tài liệu giảng dạy đều là tất cả ra bí tàng không có soát lại cho đúng rồi bàn giao tình muốn viết tay đều sao không đến càng thêm không chỉ nói in ấn phổ cập có chút thiếu tiền người xảy ra điểm văn bát cổ nhưng những này văn bát cổ, không chỉ là chữ phồn thể không giấu ngắt câu, câu thức ý nghĩa lời nói phức tạp, nội dung cũng nhiều ngoặt quấn, cho dù trong đó có chân ý, cũng cùng xa đá sỏi giấu kim một dạng. Hơn nữa tác giả thân mình còn có học phái theo hầu, khuyết thiếu những này học phái nhận thức đối với kẻ học sau người mà nói tiến tới cánh cửa rất cao, đây là sĩ tộc giai tầng quen dùng thủ đoạn. Thô bạo mà hữu hiệu, tô tử tịch đối với cái này không có phản kháng đường sống có thể minh xác chính là nếu như vô pháp rất nhanh cướp lấy tri thức hình thành hệ thống cuộc thi lần này không chúng không chỉ có giết người mầm tai vạ hội bộc phát hơn nữa phụ thân sau khi chết nhẫn cơ chịu đói ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi làm một cái lòng tự trọng mãnh liệt thiếu niên lại bị thanh mai trúc mã nhà bên nữ hài giúp đỡ phức tạp tư vị còn lưu lại dưới đáy lòng sau khi tỉnh dậy thành thục tâm tính có thể khống chế ở đây hết thảy nhưng cũng biết một mặt cưỡng chế không phải biện pháp chắn không bằng sơ ý niệm trong đầu muốn hiểu rõ không phải là khoa cử sao mà lại đến xem cái này cổ đại lên trời bậc thang có nhiều khó chỉ ít có lấy cái này hách ta mỗi đọc một lần tự tự động giải thích một điểm một lần không được liều mạng ta đọc thiên biến vạn biến xem ai có thể ngăn ta nhất định có thể khảo chúng tú tạch, cử nhân. Hòa tại từ trong có chút lay động, đây là cửa sổ khe cửa gian thổi nhập gió lạnh làm cho tức liền có thể sưởi ấm, tô từ tịch nhưng muốn thỉnh thoảng trà sát thoáng một tí tay, hoạt động thoáng một tí. Bằng không thì nhưng rất rét lại. Ngay tại hoạt động hạ, lần nữa ngồi xuống bưng lấy quyển sách niệm tụng, trên đường một đội xe ngựa chậm rãi lái tới. Nhạn thái tử kinh kha thủ chỉ hồ làm vợ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chương 04 Chỉ Hồ Vi Thê lại nói Xuân tiết hòa tan lúc lạnh nhất Hiện tại nửa đêm càng phát ra lạnh Coi như tại vận động Nhanh đông cứng người hầu nhìn thấy phía trước có thần từ Lập tức liền đối mã xe báo cáo Phu nhân, tiểu thư, phía trước có tòa thần từ Có phải là ở đây nghỉ chân một chút khoảng cách lâm hóa huyện đã không xa hiện tại vẫn chưa tới mở cửa thành lúc chạy tới cũng phải ở cửa thành chờ lấy vậy đi nhìn xem thần từ bên trong có hay không chủ nhân nếu có hỏi thăm phải chăng có thể nhập bên trong nghỉ ngơi trong xe ngựa vang lên giọng nữ dù tận lực bình thản vẫn để quản sự trong lòng rung động hắn vội cúi đầu nhìn cũng không dám đi xem bốc lên màn vải ngọc thủ ứng thanh vâng phu nhân chậm để tinh trúc đến hỏi. Không biết người ở bên trong vì sao đột nhiên cải biến ý nghĩ, sau đó trên xe ngựa liền hạ tới một cái nha hoàn, tuy là nha hoàn, đồng thời tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt như vẽ. Đặc biệt là một đôi mắt sáng, tự dưng mang theo chút mị ý, bị chủ gia ban thưởng họ hồ, chính là phu nhân đại nha hoàn hồ tinh trúc quản sự cũng là trước đây không lâu mới cất nhắc lên, dù không hiểu hồ gia nhị phòng phu nhân, vì sao dám dùng xinh đẹp như vậy nha hoàn, dù sao phàm là nữ chủ nhân. Bình thường đều sẽ không thích loại màu sắc này, nhưng mình là hạ nhân, lại không bằng đối phương cùng phu nhân càng thân cận, không dám lộ ra mày may, còn muốn cười theo. Hồ Tinh Trúc làm việc lưu loát, trực tiếp đi qua gõ cửa, tô tử tịch ở bên trong nghe thấy được, hỏi. Ai? Hồ Tinh Trúc trông thấy đống lửa bên cạnh đọc sách thiếu niên quay tới, khí khái anh hùng hừng hực, mặt của nàng liền đột nhiên đỏ một chút, làm cái uốn gối lễ tiết. Chúng ta là hồ gia thân quyến, đi đường đến tận đây, cửa thành chưa mở, lại có phong tiết không biết có thể tiến đến nghỉ chân tránh tuyết. Đi đường suốt đêm còn rất ít gặp Tô Tử Tịch nhiều đánh giá vài lần, nha hoàn mặt càng đỏ hơn. Vào đi, vốn là thần tử, ta cũng là ở nhờ Tô Tử Tịch đáp hồ tinh trúc trở về bẩm báo phu nhân xe ngựa lần nữa truyền đến thanh âm cái kia quá khứ nghỉ ngơi đi xe ngựa chậm rãi chạy tới tại thần từ cổng trên đất trống vây quanh một vòng số ít nhập thần từ chính đường đa số tại xương phòng tạm lánh phong tuyết có cái nữ hộ vệ cảnh giác nhìn chằm chằm tô tử tịch tuổi trẻ anh tuấn thư sinh độ cao nguy hiểm Tiếp theo là các nữ nhân xuống xe, các nàng ở giữa nhất thiếu phụ và thiếu nữ đều che mặt, bị mấy tên nha hoàn bà tử vây quanh, tránh hiểm nghi xa xa ngồi tại đối diện nơi hẻo lánh. Cũng sinh ra đống lửa, xuất ra đồ ăn nướng, đi ngang qua lúc, hắn biết lễ, cúi đầu không nhìn, có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm dù không biết hai nữ dung nhan nhưng thoáng nhìn có thể nhìn ra khí chất không tồi xuất thân rất tốt bất quá cái này không liên quan gì đến ta không bằng đi học tiếp tục điểm kinh nghiệm mới là mình tất cả nghĩ như vậy tô tử tịch lần nữa sáng sủa đọc sách không có chú ý tới thiếu phụ và thiếu nữ đều đột nhiên trao mày cái mũi giật giật làm người trong thiên hạ đủ minh ăn mặc chỉnh tề trang trọng lấy nhận tế tự rào rạt hồ, như tại trên đó, như tại hai bên, thuấn to lớn hiếu cũng cùng. Đức vì thánh nhân, tôn làm thiên tử, giàu có trong bốn biển. Tông thần từ hưởng chi, từ tôn bảo đảm chi. Thiếu phụ và thiếu nữ nghe, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm một chỗ vết máu, người khác đều nhìn thấy nấu gà rừng, tưởng rằng máu gà, các nàng lại nhìn lẫn nhau một cái, lập tức có dị xác. Không lâu, Hồ Tinh Trúc liền nâng lấy một bàn bánh ngọt tới nhà ta phu nhân vi biểu cảm tạ đưa chút bánh ngọt tới còn xin không cần chối từ trên mặt nàng cười trong lòng lại có chút kinh nghi nhà mình phu nhân cùng tiểu thư sẽ không như vậy a à, nhìn về phía tô tử tịch chẳng lẽ là mị lực của hắn tô tử tịch nhưng lại không biết ý nghĩ của nàng chối từ một phen thấy đối phương khăng khăng muốn đưa đành phải nhận lấy nói tạ tiếp tục đọc sách nhất thời không nói chuyện thiếu phụ hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi có thể còn điểm ấy nhân quả là được rồi nàng không muốn cùng thiếu niên này có bất kỳ quan hệ mà thiếu nữ lẳng lặng xuất ra một cái khối gỗ điêu khác tô tử tịch ánh mắt lưu ý một chút tựa hồ là một chiếc xe ngựa tại đã tốt muốn tốt hơn tựa hồ cảm thấy được tô tử tịch ánh mắt thiếu nữ bên cạnh quay người tử nhỏ giọng hỏi người là tú tài không mới chuẩn bị thi huyện còn có hai ngày thiếu nữ đánh giá mấy lần thiếu niên này nàng không có cùng nha hoàn như thế phản ứng chỉ là lắc đầu ta nhìn ngươi một trận này nấm mốc tinh bao phủ thi không chúng tô tử tịch không tin cái này nhưng nhớ tới đạo sĩ dởm giật mình cố ý nói chúng ta người đọc sách nhấn mạnh là tài học nhưng thắng mệnh cố gắng chính là Mới cũng có thể, nhưng người điểm ấy tài hoa còn chưa đủ. Thiếu nữ chợt cảm thấy phải tự mình nói nhiều, che miệng không còn trò chuyện tiếp. Lấy thiếu phụ mở to mắt nhìn nàng một cái. Điều tốt a à, tốt mẫu thân đám người này nghỉ ngơi xuống, liền lại đi ra ngoài. Lúc rời đi nghe được lộc cọc bánh xe âm thanh, không được còn muốn hỏi một chút mới lời này là có ý gì. Tô Tử Tịch do dự một chút vẫn là đuổi theo quá khứ có thể để kinh ngạc chính là rõ ràng đối phương mới nhanh một bước ra từ cửa khi mình vọt ra từ cửa lúc ngoài cửa đã trống trơn đừng nói là đội xe ngay cả cái bóng người đều không quái tai chẳng lẽ biết bay hay sao tô tử tịch tự nhiên sinh ra hoang đường quay người liền định trở về kết quả lại xem xét mới hắn nghỉ ngơi thần từ cũng không thấy trong gió tuyết, chỉ có một đống lửa còn tại lốp bốp đốt, một bên còn có tiện tay vứt xuống sách, lúc này cũng rơi vào trên mặt tuyết. Cái này, chẳng lẽ là có quỷ thần thế giới? Tô tử tịch một mặt mộng bức, loại sự tình này quả thực để người kinh hãi, vội vàng đem thư quyển nhặt lên, ngắm nhìn bốn phía, run lên hồi lâu. Thịt màn thầu còn tại bên trong. Tốt a, à, coi như cho trò ăn, bản thân điều hòa xuống tâm lý, Tô Tử Tịch run lên hồi lâu, sắc mặt dần dần âm trầm. Nếu là có quỷ thần thế giới, ta gia tộc mộ địa bị xấu, dẫn đến phong thủy hỏng cũng liền thật khả năng. Đáng ghét, những này trộm mộ, quả nhiên giết chi không qua dựa theo thiếu nữ nói, cho dù có vận rủi, kỳ thật tài hoa đủ cũng có thể đè xuống, chỉ là so tình huống bình thường cao hơn, nhưng cách cuộc thi còn chỉ có hai ngày, làm sao bây giờ? Tô tử tịch trầm tư, tứ thư ngũ kinh cấp 3, nhưng chưa hẳn bảo hiểm A, được nghĩ một chút biện pháp. Lâm hóa huyện cửa thành cổ đại bình thường là giờ mão mở, giờ dậu quan, thời gian vừa đến, cửa thành kít một tiếng, chậm rãi kéo ra, u ám bầu trời lần nữa đã nổi lên tuyết, lạnh thấu xương trong gió lạnh. Người đi đường vội vàng mà vào, trong đó có một đội điệu thấp xa hoa xe ngựa. Không ai nhìn thấy bọn hắn là khi nào xuất hiện ở ngoài thành, cũng không có người chú ý tới đội xe này dị dạng, chợt có nhân vọng đến, chỉ cảm thấy hộ tống xe ngựa ra đinh thân thể cường tráng thần sắc trang nghiêm, liền liền kéo xe ngựa đều có phần mạnh mẽ, xem xét cũng không phải là gia đình bình thường. Xe màn tại trong gió sớm hơi phiêu, trong đó trong một chiếc xe ngựa ấm hương từ từ, bên trong xa hoa, cùng bên ngoài điệu thấp chênh lệch cách xa. Hai đạo bóng hình xinh đẹp trong xe yên tĩnh ngồi, như tô tử tịch lúc này nhìn thấy, chắc chắn nhận ra, hai người này chính là trước đó tại thần từ bên trong nhìn thấy nữ nhân. Lúc này, thiếu phụ nhìn thiếu nữ một chút, lông mày cau lại, hơi có chút không vui hỏi. Mới ngươi là thế nào, như vậy nói nhiều, thiếu nữ nghe vậy, bừng lấy thư quyển tay có chút dừng lại. Kỳ thật chính nàng cũng có chút nghi hoặc kia một phen thốt ra, đổi trước kia, nàng là đoạn sẽ không nói ra, dù sao đây cũng là nói toạc ra thiên cơ, tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với các nàng đến nói, cũng dễ dàng dẫn tới phiền phức nhưng những này, không tốt cùng gì nói rõ, miễn cho gì lại muốn suy nghĩ nhiều. Có lẽ là gặp hắn hảo tâm, nghĩ đến đề điểm một câu đi. Dưới khăn che mặt thiếu nữ thần sắc trầm tĩnh, thanh âm lộ ra lạnh lùng. Thiếu phụ gặp nàng dạng này, phản âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thiếu niên tướng mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, thiếu nữ thật động tình nghĩ, thế nhưng là khó lường chuyện phiền toái, như thế tốt lắm nhưng sắp đến mục đích thiếu phụ không thiếu được thừa cơ đề điểm vài câu dạng này sự tình lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cần biết chúng ta ở nhân gian hành tẩu cần hành sự cẩn thận không được chủ quan chúng ta muốn ở nhân gian đặt chân đều phải dùng người khí che giấu dị khí cho nên đều thi ân tại người thu dưỡng cô nhi bồi dưỡng thành hồ gia lẫn vào trong đó liền xem như mới di chuyển tới đây đội ngũ cũng chỉ có một hai cái là tộc nhân nếu là hoàn toàn là tộc nhân sao có thể ở nhân gian ở lại sớm đã bị khám phá đặc biệt là những cái kia luyện đan sĩ bằng vào ta tộc vì linh dược hung ác nhất bất quá cái mũi cũng rất linh lại nói thiếu niên kia cũng không đơn giản thần từ tha cho hắn đi vào liền đã không đơn giản mà lại như ta nhìn không tệ trên mặt đất là máu người vết máu chưa khô oan hồn còn tại bồi hồi thường nhân coi như nhìn không thấy không nghe được cũng sẽ có cảm giác nhưng thử nhân đoan tòa đọc diễn cảm mặc cho oán khí quanh quẩn từng tiếng réo rắt nếu không phải hắn giết chết còn thôi là hắn giết chết còn có cái này tư thái thiếu phụ lắc đầu loại người này đều rất đáng sợ loại này hơn phân nửa dựa theo số mệnh mà sinh, cho dù là lệ khí, người lúc này, vạn vạn nhiễm không được. Bị liên tục nhắc nhở hành sự cẩn thận, thiếu nữ cái này thanh lãnh tính tình, cũng không nhịn được sinh ra một tia phiền chán, không phải phiền chán trưởng bối dạy bảo. Mà là phiền chán nàng lần này tới muốn thực hiện ước định. Tam Di, năm đó hôn ước người, thật là ở đây, thiếu nữ rời đi chủ đề năm đó chỉ hồ vi thê lấy tử đàn mộc điền làm chứng một lời kết xuống nhân quả dù mấy trăm năm cũng ma diệt không được hiện tại ngươi nửa mảnh tử đàn mộc điền đã chấn động hẳn là người hữu duyên đã hạ xuống việc này quan trọng hơn thiếu phụ lập tức bị hấp dẫn chú ý tam di năm đó chỉ hồ vi thê người ra sao tên vì cái gì qua mấy trăm năm còn có dạng này đại nhân quả đáng giá trong tộc coi trọng như vậy không thể nói thiếu phụ tựa hồ có điều cố kỵ, phảng phất trong cõi u minh ngăn cản danh tự này, nàng yếu ớt thở dài. Người chỉ cần biết tử đàn mộc điền việc này, tuyệt đối là đại cơ duyên, thậm chí có thể kích thích thiên cơ. Chúng ta hồ tộc đời đời có người tu luyện sau khi còn muốn đọc nhân chi sách tập nhân chi lễ, chính là vì ứng việc này, trong mắt nàng không nói ra được hâm mộ và e ngại. Nếu là sớm mấy chục năm, chính là ta. Người có vận khí này, chúng ta đều rất ghen tị, bất quá tử đàn mộc điền khẽ động, thiên cơ liền biến, hoặc liền có cướp theo thời thế mà sinh, loạn ngươi tâm, ngươi cần cẩn thận. Hiện tại phàm là tới gần ngươi, đều là đăng đồ tử, không cần tỏ ra thân thiện. Về phần hồ gia, bất quá là mượn tới che lấp chúng ta nhất tộc thân phận, ăn dùng tới lại không thông qua bọn hắn, chúng ta nhất tộc tại cái này lâm hóa trong huyện cũng đã sớm đưa hạ cửa hàng vào thành bước nhỏ đi cửa hàng tuần sát một phen, lại đi hồ ra, minh bạch tam di. Thiếu nữ nghe được dạy bảo, không hỏi tới nữa, chỉ là tay tại trong tay áo nắm vuốt nửa mảnh từ đàn mộc điền, ánh mắt phóng tới nơi xa. Ngoài xe, bông tuyết bay tán loạn, rét lạnh thấu xương, nghiêng gió tuyết dày, cũng làm cho đường phía trước càng phát ra nhìn không rõ ràng tầm gì từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo, cũng không biết cái này hồ ra, biết phân tắc không, về phần vừa rồi thiếu niên, tuy có điểm gợn sóng, đảo mắt lắng lại. Nhạn thái tử kinh kha thủ đường viên bút ký. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chương 05, đường viên bút ký ắt xí. Ngồi tại trên xe bò tô tử tịch hắt cái xì hơi, cũng không biết ngẫu nhiên gặp hai nữ tại nhớ thương mình, hắn ngồi lâm thời đi ngang qua xe bò, đỉnh lấy phong tuyết chậm một chút một chút cũng tiến thành. Bông tuyết lộn xộn rơi, vì che chắn tuyết, không ít người qua đường đều mặc áo tơi hoặc dơ dày đặc ô giấy dầu, hạ xe bò, tô tử tịch thẳng đến lấy một chỗ khách sạn. Đây là sát đường ba gian bề ngoài lão điếm, viết thái gia lão điếm, hai ngọn dưa hấu trao đèn bằng vải lụa vẫn sáng, tô tử tịch thu hồi ô giấy dầu, dậm chân, run lẩy bẩy trên vai bông tuyết hướng phía bên trong mà đi, nhào tới trước mặt nhiệt khí, làm cho cả người đều sống lại. Một cái hỏa kế ngay tại lau trong đại đường cái bàn, làm lâm hóa huyện cao cấp khách sạn, lầu 2 là nhã gian, lầu 1 là cơm rau dưa, đằng sau là xương phòng, một gian tiếp một gian, có 7-8 gian. Lúc này thấy một thiếu niên tới, hỏa kế nhìn thoáng qua, liền muốn tiến lên hỏi thăm. Tô tử tịch Tô Huynh hai tiếng chào hỏi hai cái xem xét chính là người đọc sách thanh niên từ phía sau trong xương phòng tới thẳng hướng vừa mới tiến tới thiếu niên mà đi vừa thấy là nhận biết hỏa kế trước hết không hướng trước tiếp cận dù sao muốn ở trọ tự nhiên sẽ hỏi thăm nếu là thăm bạn tiến lên phản khiến người chán ghét phiền tô tử tịch lúc này cũng vội vàng hướng hai người hành lễ dư huynh trương huynh hai người này là tô tử tịch tại huyện thành bằng hữu dư luật trương thắng đều là gia cảnh tương đối giàu có tử đệ bất quá chỗ ở khoảng cách huyện thành tương đối xa muốn thi huyện chỉ có thể ở tạm khách sạn tử tịch ngươi xem như tới trương thắng than thở người cũng không biết dư huynh có bao nhiêu đáng sợ người không tại vẫn lôi kéo ta đọc sách tô tử tịch nhìn thoáng qua âm thầm lắc đầu Trương Thắng ra thế không sai, thiên phú cũng được, đáng tiếc là yêu thích là nhìn Xuân cung, đột thảm nhất là còn bị lão sư bắt đến, cái này phong bình liền truyền ra ngoài. Dư Luật tính tình ôn hòa, cũng không nói nhiều, đối đãi người rất có phong độ, tu dưỡng không sai, tài học không sai, rất nhiều người đều không rõ làm sao lại cùng Trương Thắng là bạn tốt. Nhưng hai người này, Tô Tử Tịch đều không ghét chính là một cái trương dương một cái nội liễm, làm người đều không xấu, cảm thấy ở chung coi như dễ chịu. Thấy dư luật bởi vì lấy Trương Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Tử Tịch nhịn không được thuyết phục một câu. Tới gần thi huyện vẫn là xem nhiều sách tương đối tốt. Trương Thắng trong lòng kêu rên, nhưng hắn cũng không thích nhìn nhiều sách a, à, chỉ là gặp Tô Tử Tịch sắc mặt có chút tiêu tụy, tựa hồ tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, nói nơi này là lối đi nhỏ không tiện trở về phòng đi hồ điểm sớm một chút nơi này sớm một chút có chút không tệ tô tử tịch trong lòng hơi ấm đi theo tử tịch mắt thấy thi huyện liền muốn bắt đầu ngươi có nắm chắc hay không dư luật hỏi ngươi hy vọng ta nói là vẫn là nói hay không tô tử tịch cười liền từ trong ngực móc ra một cuốn sách sách đến dự định đọc qua một chút trương thắng nhìn một chút ghét bỏ người nhìn thứ này không có gì dùng, những này văn bát cổ, đều là thi tú tài đều thi không đỗ lão đồng sinh viết, một thiên mới mười văn tiền, lây dính hủ nho khí, thấy càng nhiều, thì càng hố người. Dư luật đá Trương Thắng một cước, nói. Trương Thắng nói là, những này văn bát cổ đa số là chấp và, ít có chân ý, minh bạch, xác thực dạng này. Tô tử tịch tán đồng hai người phán đoán, chân lý đều muốn tùy thời thay mặt mà biến, dự thi tri thức càng có lúc hơn hiệu tính, nhìn đến mức quá nhiều chưa chắc hữu dụng. Nhưng là mình dạng này ra cảnh bần hàn tử đệ, muốn có được càng hữu dụng thư tịch đến đọc cũng không dễ dàng, tới gần thi huyện. Cũng chỉ có thể từ sách từ bên trong lục soát nhặt ra mấy quyển miễn cưỡng hữu dụng đến xem. Dư luật muốn so trương thắng làm việc càng có trương pháp, hắn trực tiếp đưa cho tô tử tịch một bản bút ký. Nghĩ được lợi vẫn là phải xem cử nhân bút ký. Tô tử tịch vội vàng hai tay nhận lấy, nhìn kỹ thấy bút ký này cũng không phải là in ấn, đều là viết tay, chữ viết đoan chính, một màu tao nhã chữ nhỏ. Lúc đến mang theo rượu ít vườn lại tịch tả hữu không cô chỗ, hạnh buổi trưa cầu người đi nửa dặm hứa thanh túc mấy nhà theo khô liền tới. Tô Tử Tịch rất kích động, thật sự là hảo bằng hữu, mình còn muốn lấy làm điểm kinh nghiệm, Dư Luật sẽ đưa lên cửa, lập tức liền lật ra một tờ, nhẹ giọng đọc chậm. Đây vốn là theo bản năng hành vi, nhưng đọc xong phát hiện, nửa mảnh từ đàn mộc điền cũng không phản ứng. Không nên a, à, trước đó đọc những cái kia lúc cũng không phải phản ứng này. Chẳng lẽ là không có quyền sở hữu, ý niệm này hiện lên, Tô Tử Tịch lập tức hỏi Dư Luật này văn tác giả là thân nhân ngươi trưởng bối không hẳn là lão sư a à, dư luật thần sắc kinh ngạc nhìn tô tử tịch ngữ khí chắc chắn liền cười một tiếng gật đầu là thụ nghiệp chi sư tô huynh thế nào biết nhớ lại kiến thức của ngươi cùng này văn bên trong tư duy rất có hợp ý chỗ chắc hẳn có nguồn gốc tô tử tịch thật sự nói lấy Thánh Hiền nói: "Ba người đi, tất có thầy ta, hiện tại chúng ta cũng là ba người, đến, chúng ta thay phiên đọc sách tương hỗ học tập như thế nào?" Trương Thắng coi là nói đùa, Dư Luật cảm thấy nói đến trong lòng đi, gật đầu. "Thiện ai, không phải đâu, Dư Luật dạng này, tử tịch ngươi làm sao cũng cùng hắn học a?" À. Trương Thắng lập tức khổ mặt, nhưng ở hai cái bằng hữu liên thủ áp bách dưới, cánh tay không lay chuyển được đùi, chỉ có thể nghe theo. Tô Tử Tịch trước đọc một lần, dư luật, Trương Thắng nghe, Trương Thắng lúc đầu có chút không kiên nhẫn, nhưng nghe nghe, cảm thấy, dạng này nghe người ta đọc sách, thật đúng là có một ít ý tứ. Tối thiểu so với mình một người đọc sách phải có thú hơn nhiều. Hắn nâng má nghe, như có điều suy nghĩ. Tự hồ thật nghe ít đồ, Tô Tử Tịch đọc xong một lần, nhìn về phía dư luật. Dư luật tiếp nhận bút ký, cao giọng đọc. Minh Nguyệt nổi lên, hoa lá từng mảnh, hoa nở lúc tịch tịch ly đầy, đám người đều say vậy. Dư luật thanh âm cùng người đồng dạng, ôn nhuận, không nhanh không chậm, lại so với tô tử tịch càng thích hợp niệm tụng, cái này từ trương thắng nghe được càng say xưa ngon lành liền có thể nhìn ra được. Lúc này trong khách sạn đã có khách nhân ăn cơm nói chuyện, trong đó cũng nhiều là một chút học sinh, cao đàm khoát luận người có chi, đọc sách người có chi, thân ở trong đó, ngược lại dương dương tự đắc náo bên trong lấy yên tĩnh. Dư luật hướng ngươi truyền thụ đường viên bút ký, phải trang học tập. Khi tô tử tịch rốt cục thu được đưa tin lúc trong lòng lập tức buông lỏng, quả nhiên, loại này chủ quyền không thuộc về mình bút ký, có thể thông qua dạng này thu hoạch được, lập tức ứng với. Vâng, một trắng, một đống tin tức nháy mắt tiến đến, mà tầm mắt toát ra màu xanh nhạt nhắc nhở, đường viên bút ký đã tập được, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 5 mỗi một câu đọc chậm đều có nhắc nhở không ngừng ở trước mắt thổi qua, theo nhắc nhở, tri thức liền tràn vào, khắc sâu tại tô tử tịch trong lòng, đồng thời mới phương thức tiến hành tổ hợp. Hiện tại tứ thư ngũ kinh, đã thành kỹ năng, 45 vạn chữ liền đọc thuộc lòng như lưu, nhưng sẽ đọc thuộc lòng, cũng không nhất định sẽ viết sẽ linh hoạt vận dụng, nhưng lúc này, tự hồ một chút liền minh bạch thế nào vận dụng, lại mang tới một loại đặc thù tiết tấu cùng tâm đắc ở bên trong. Đây chính là cử nhân bộ phận tâm đắc rồi. Chờ Tô Tử Tịch từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, Dư Luật đã đọc xong bản bút ký này, dự định đọc nghiêm chỉnh.